Trước nhất là mình sẽ load một tấm hình. Tấm hình này mà lần trước mình đã xài rồi, lần này mình sẽ xài lại. Ok, mình sẽ xài lại cái tấm hình này. Ok, mình xài lại cái tấm hình này. Tại vì mình basically showing the same thing. Trước nhất, bây giờ mình, tại vì mình load một cái JPEG, nó chỉ có 8 meg thôi, y 8, 8, 8 bit thôi. Thành ra mình nên vào đây, mình đổi nó thành 16 bit đi. That's a good habit. Thì mình sẽ có được nhiều Đó, lại cái... Ok, rồi. Hôm nay đó, thì Hiền sẽ nói về cái traditional way để mà create mấy cái nó gọi là luminosity mask. Thì tuần vừa rồi đó mình nói cái cách mà create mấy cái luminosity mask dùng color range. Cái đó nó tương đối rất là dễ. Chỉ có một cái slight problem á, là dù cho mình có thể control cái range với là cái fuzziness, nhưng mà cái gradation của cái selection đó, quý vị để ý thấy là nó có vẻ nhiều trắng đen nhiều hơn là một cái tấm hình như là black and white. Thành ra đó, đến lúc mà mình sửa đó, cái gradation của nó không có được good lắm. Dù cho on theory á, là mình có thể chọn cái precisely what you want, right? Nhưng mà nó vẫn không có smooth. Còn cái traditional method đó là mình create một a number of fixed luminosity mask, xong rồi mình chọn cái nào mình muốn rồi mình xài thôi. Cái đó nó cũng có limitation của nó, mà bù lại nó là the perfect mask. Nó cái độ gradation của nó tức là cái đổi từ từ sáng tới tối, nó rất là đều. Thành ra cái lúc mà mình mix ánh sáng vào, mình mix màu vào đó, nó smoother than cái color range một xíu thôi. Thì mình không cần, most of the time mình không cần phải xài cái gì cho nó đặc biệt, cái color range là đủ rồi. Nhưng mà sometimes có nhiều cách để mà mình xài, đúng không? Thì đây là một cái cách căn bản nhất của luminosity mask mà thường mà traditional Photoshop người ta xài rất là nhiều. Thì trước nhất á, Hiền sẽ show quý vị cái cách mà generate cái luminosity mask qua cái channel. Ok, thì bây giờ quý vị nhìn qua đây nè, thấy cái channel nó nằm ở bên cạnh cái layer. Thì cái này thường là mình ít khi nào mình vào, mà cái lúc mà mình bấm cái channel này nè, để mình kéo qua đây cho quý vị thấy nó rõ. Mình sẽ đổi cái này cho nó lớn lên chút cho quý vị thấy nó dễ ha. Rồi cái channel này nó không là default đó, là tấm hình nào cũng vậy, nó sẽ chia ra một cái chính là cái RGB.
Rồi nó chia ra ba cái channel là red, green với blue. RGB là red, red, green, blue đúng không? Thì đấy là default. Lần trước cách đây 2 3 tuần thì hiện có show cho quý vị cái cách dùng cái blue channel để mà làm một cái mask để mà thay cái bầu trời đúng mà. Đó là the same method. Nhưng mà thay vì mình xài chỉ có ba cái này thôi á thì mình có thể create more luminosity mask để mà mình xài. Thì một cái property mà quý vị có download cái PDF của Hiền nhé, Hiền Hiền có viết rồi đó, trong đó nó có những cái shortcut rồi những cái method để mà làm này ha. Thì nếu mà quý vị có in ra rồi coi follow along thì nó dễ hơn chút, nhưng mà cũng cần, Hiền sẽ nói vừa vừa đủ nhanh, nhưng không có nhanh không có chậm để quý vị có thể theo được. Thì cái property đầu tiên là mình mà muốn make a selection out of a channel á, ok, đây đây là một cái mà mình phải nhớ. Thì all you have to do is hold down control key nè, ha, hold down control key, click on cái mask, cái channel mà mình muốn, trong trường hợp này đó là RGB. Thấy không? Khi mà hiện click hold down control key, tức là command on Mac á, khi mà hiện nói control á là Mac là command, nói alternate á Mac á là option key, đúng không? Rồi thì bây giờ đó cái selection mà lúc mà mình bấm cái RGB á, nó là 50% sáng trở lên, 50% sáng á, thì nó chọn hết, tức là nó chọn cái bright channel. Everything á brighter than 50% là nó sẽ chọn hết. Đó là cái đặc tính đó, lúc mà mình bấm control mà bấm RGB là nó chọn 50% sáng trở lên. Ok, thành ra đây là cái selection đầu tiên. Thì bây giờ mình muốn tạo nên một cái channel mới á, thì all you have to do á, bấm cái này nè. Thì mình đã có selection rồi, mình bấm cái này á thì nó sẽ tạo ra một cái new channel, nó gọi là Alpha One Default. Thì cái này là mình biết là lúc mà mình bấm Control RGB là mình có 50% sáng hơn, hoặc là sáng hơn, thành ra mình sẽ name cái này. Trước nhất là mình double click nó, mình name nó là Bright One. Ok, đó đó là một cái channel mình create. Bây giờ cái nhiệm vụ của mình là mình phải create rất là nhiều cái channel khác nhau. Thì đây là một cái technique mà người ta truyền qua truyền lại, thì hiện cũng không có invent mấy cái này. Cái người nào mà làm cái này original là very smart guy. Thì nhớ là cái kỳ mà mình làm về mấy cái selection không, thì mình có cái là add nè, mình có cái subtract nè, mình có cái intersect không, nhớ là cái kỳ đó mình làm không. Thì đây là những cái technique đó. Mình mà muốn narrow cái break even further đó, thì mình có thể intersect by itself. Mà khi mà mình intersect hai cái selection mà giống nhau á thì nó chỉ chọn một nửa cái đó thôi. That's a property, thành ra mình take advantage of that đó. Mình sẽ intersect cái selection của bright one với bright one. Thì thay vì 50% sáng thì nói là 25% hoặc là sáng hơn thôi. Tức là nó thiệt là sáng cho tới 25% sáng. Tức là nó là 75% sáng, 75% sáng tới 100% sáng. Ok, thành ra cái cách mà intersect đó là mình hold down control alternate shift. Ok, quý vị thấy không? Cái có cái bàn tay không, nó có cái chữ X không, tức là nó gọi là cross. Ok, thì mình bấm đây nè, thì cái selection đâu mất rồi, nó hiện bấm
Nó vẫn còn nhưng mà tại nó không có show thôi. Vậy nào. Xong rồi đó, mình bấm cái này. Ok. Ồ đây này, bây giờ nó mới show cái computer nó hơi chậm. Thì bây giờ đó, cái tấm hình này quý vị thấy nó khác một chút không, tại vì nó chỉ là select cái độ sáng nó less. Thành ra mình double click cái này mình đổi nó thành là bright to. Ok, thì mình keep on intersecting, thường nó là hiện create 6 cái. Ok, mình có thể create much more than that, nhưng mà thường là 6 cái bright là đủ rồi. Thì bây giờ trong cái thí dụ này để mà save time thì chỉ create 3 cái thôi. Ok, thành ra one more nè, hold down control on and shift. Đúng không? Bấm cho nó nữa thì nó sẽ select ít hơn, thành ra mình bấm cái này nữa. Computer của Hiền nó chậm dữ, không biết something Hello wrong. anh Hiền. Dạ. Sao tôi bấm Control Alt Shift rồi click vào cái Bright One đó thì nó không có generate cái the next mask. Anh phải make sure là cái selection nó active. Ok, nếu mà cái selection của anh không active thì anh vào trong cái select này nè. Thì anh chọn cái reselect. Tại đôi lúc anh bấm accidentally bấm chỗ nào thì nó sẽ là đôi lúc nó không có active nữa. Nhưng mà nó should be active thì nó mới work. So we go to select this and then do what? Anh nói là sao cái break one one nó không có work hả? Tôi có cái fly tool rồi tôi bấm shift control alternate rồi tôi click vào cái fly one nó activate. Sau khi click vào đó thì mình sẽ làm cái gì nữa để nó generate cái next window à, Ờ cái thì next. anh bấm cái này nè. Anh bấm cái này rồi nó sẽ hiện ra. Hiện ra cái alpha one. Ok, thank Anh làm được không? Được rồi phải không? you. Dạ, Yeah, thì anh phải bấm cái đó. Thì bây giờ đó, thì cái đấy là cái cách mà mình create. Ok, xong rồi. Bây giờ mình có ba cái break rồi, đúng không? Thì bây giờ mình phải create mấy cái dark. Mình có ba cái loại. Cái loại thứ nhất đó, thật ra cái technical term của nó là highlights. Highlights đó, Hiền gọi nó là bright cho nó dễ thôi. Rồi mình có shadows, shadow Hiền gọi nó là dark cho nó dễ, đó là just my term of it. Nhưng mà nó là technically nó là shadows. Xong rồi mình có cái mid-tones, đúng không? Thì bây giờ đó mình có cái highlights rồi, Hiền gọi nó là bright. Thì bây giờ đó muốn đổi nó qua cái dark á. Ok. Thì mình chỉ invert nó thôi. Bây giờ nè, bây giờ mình bấm cái break. Thật ra nó có một vài cách. Cái cách mà hiển thị trong cái instruction của Hiền á là mình make a copy of this one. Okay, nhưng mà thật ra cũng không có cần. Thật ra bây giờ đó mình có thể control click on cái break một để mà mình make cái selection của cái break một, đúng không? Đây là bây giờ một khi mình hold control, mình click vào một cái nào á thì mình make cái selection của cái đó. Bây giờ cái selection này nè là cái selection của break 1, tức là 50% break trở lên đó. Bây giờ mình muốn một cái 50% dark trở xuống
Thành ra mình phải là invert cái selection này. Ok, thì mình vào cái select nè. Ok. Xong rồi mình inverse nó. Đó, vậy thấy không? Thì nó invert xong rồi á, thì mình xuống như này nè. Mình có thể create một cái new channel. Thì cái channel này á, bây giờ tại vì mình invert nó rồi, nó là dark hoặc là shadow đó, mình gọi nó là dark one. Quý vị thấy phức tạp kinh khủng không? Thành ra cái này đó, Hiền chỉ show với quý vị coi để quý vị biết là how you generate thôi, nhưng mà Hiền có cái action đã, Hiền đã làm sẵn cho quý vị rồi. Thành ra you don't need to remember how to do this. Chỉ cần run cái action là được rồi. Quý vị hiểu không? Mà mình chỉ show cái method. Thành ra đó, Hiền sẽ không có show nhiều nữa. Hiền chỉ show quý vị một cách làm một cái dark channel. Là Hiền đã làm rồi nè. Xong rồi mình làm hai cái để cho mình biết. Thì bây giờ đó mình có một cái dark rồi á, mình muốn làm thêm một cái dark mà nó limited hơn, thì same thing như là hồi nãy mình làm. Ok, tức là mình hold down control alternate shift. Ok, rồi hiện bấm vào cái dark. Vì thấy mấy cái marching hands nó đổi không? Tại vì nó bây giờ nó more selective. Ok, xong rồi hiện vào dưới này nè. Bấm cái này nè. Create another one. Not kidding nha, cái computer này mà qua 12 giờ trưa nó không chịu chạy nữa nha. Lạ lùng thiệt. Ok. Dark 2. Đó, thì mình create như vậy. Thành ra thì mình cứ continue mình làm, cứ cross nó by itself đó, cho tới lúc mà mình có 6 cái. Xong rồi đó, bây giờ mình sẽ create cái mid-tone. Cái mid-tone đó, cái cách create cái mid-tone nó rất là khác. Nhưng mà nó có, thật ra nó tương đối nó còn dễ hơn nữa. Là trước nhất á, muốn làm mid-tone làm sao? Mid-tone á, là những cái gì không có phải là dark, những cái gì không có phải là white, tức là không có phải là highlight, không có phải shadow, nó là mid-tone, đúng không? Rất là đơn giản. Thành ra đó, cái cách mà mình create nó đó, thì bằng cách nếu mà mình có thể trừ cái highlight, mình có thể trừ cái shadow ra, thì còn lại là mid-tone. That is what we're going to do exactly that. Okay. Thì cái cách mà để mà mình, trước nhất là mình phải select nguyên một cái tấm hình, tức là mình select every single light. Là cái cách mà select á, là mình vào trong select nè. Ok, rồi mình làm select all of it, tức là mình làm control A. Thì thấy không? Hiền bấm. Ok, thì lúc mà Hiền select all đó, bấm control A thì nó select nguyên một cái tấm hình luôn, tức là nó select vừa vừa highlight, vừa shadow, vừa mid tone. Thì mình muốn trừ cái thằng bright là thằng highlight với là thằng dark, tức là thằng shadow. Thành ra mình chỉ còn lại mid tone. Thành ra bây giờ mình select everything rồi, thì cái cách mà mình trừ đó là cái shortcut của mình trừ á, là mình hold down control key, hold down alternate key. Ok, control alternate. Ok, bây giờ đó Hiền sẽ trừ, trước nhất Hiền sẽ trừ cái break one ra nè. Quý vị thấy bây giờ cái bàn tay nó có dấu trừ không? Nếu mình thấy dấu trừ tức là mình thấy đúng rồi đó. Bây giờ Hiền sẽ trừ cái break ra trước. Click một cái, trừ cái break. Ok, tức là nó còn lại là cái shadow với là cái mid tone thôi. Bây giờ Hiền xuống cái dark, tức là cái shadow. Hiền trừ cái dark ra luôn. Ok, thì nó nói no pixel, don't worry about it, just say ok. Tức là nó không có show mình thôi. Mà như vậy, bây giờ là Hiền có cái mid tone đó, tại Hiền trừ cái bright, Hiền trừ cái dark rồi. Và bây giờ Hiền create một cái new channel nè. Okay. Cái này là cái mid tone.
Thành ra mình sẽ đặt tên nó là Midtone One. Ok, mình muốn đặt gì đặt. Ok, rồi mình muốn create midtone thứ hai á thì mình lại là control A nữa, tức là select all là vậy. Again, mình control A, select all là vậy. Xong rồi mình hold down control all thế này. Mình trừ cái bright 2 ra nè. Okay, xong rồi mình trừ cái dark 2 nè. Okay, xong rồi mình create một cái alpha channel. Thì cái này á, là midtone 2. Ok, mình continue to do that, control A, xong rồi mình select, mình trừ dark 3, bright 3, mình trừ dark 4, bright 4, rồi mình làm all 6, vậy thành ra mình sẽ end up với 18 cái đó. Nếu mà mình muốn, mình có thể trừ, mình trừ bright 1 với là dark 2, thì mình sẽ có thêm một cái mask khác nữa. Đó là nó cái choice nó unlimited, nhưng mà mình muốn làm bao nhiêu cũng được, mà thường là 18 cái là quá tay rồi, thật mình không cần create more than that. Ok, thì cái action của Hiền đó, là nó create 18 cái cho quý vị. Ok, rồi bây giờ cái câu hỏi là mình create mấy này xong để làm gì vậy? Thì I will show you next. Ok, bây giờ show thử cho quý vị coi liền. Bây giờ thí dụ như là Hiền muốn xài cái bright one. Bright one là sao? Là nó highlight 50% cái sáng. Thành ra nếu mà mình muốn cái tấm hình mình tối lại thì mình nên chọn nó, tại nó là cái bright. Ok, thành ra bây giờ Hiền show quý vị cách xài nè. Bây giờ nó muốn mà load cái selection á thì mình phải làm sao? Hold down control key, mình bấm vào nó thôi. Bây giờ Hiền muốn select cái bright one thì hold down control key, bấm cái bright one. Ok, thì mình thấy cái selection không? Thì bây giờ đó, trước nhất đó là muốn xài đó thì mình phải là select cái RGB rồi unselect cái này thì nó mới trở lại bình thường. Cái này là bình thường, mấy cái này là phải là deselect, nên mình deselect hết mấy cái này. Select thằng này. Thì bây giờ đó mình trở về cái layer của mình. Somehow nó lại, mình phải highlight cái này luôn. Ok, mình về cái layer của mình á thì mình không có thấy gì hết, nhưng mà bây giờ mình có cái selection rồi. Mình dùng cái channel để mình load cái selection. Okay, xong rồi bây giờ ví dụ như Hiền muốn create một cái curve. Ok, thì Hiền bấm, bây giờ Hiền mua cái thằng channel này vô lại đây ha. Đây, Hiền bấm layer này, Hiền bấm này, Hiền đổi thành cái curve nè. Đúng không? Cái curve này nó load cái bright one vào. Ví dụ mình muốn nhớ đó, mình đổi này lại thành bright one. Vậy thấy không? Thì that is how you load một cái channel. Thành ra mình mà create mấy cái channel á, mình muốn một cái mask, mình chỉ vô đó mình chọn cái mask nào mà đúng ý của mình nhất rồi mình chọn thôi. Thì mình qua đây mình có thể create một cái mask cho mình xài. That's the idea. Nhưng mà quý vị nghĩ nào, nếu mà mình mà create một cái mask ở đây rồi đó, thì miễn sao mà mình hiểu cái cách mà generate mấy cái này á, thì mình có thể create cái mask thẳng luôn, đúng không? Hiền sẽ cho quý vị thí dụ nè. Bây giờ mà Hiền muốn một cái mask bright 2, Hiền có thể directly create nó here. Thay vì dùng cái alpha channel, I can do that too. I will show you how to do that too. Là bây giờ đó, mình muốn load nó thì sao? Muốn load thì mình chỉ cần hold down control key, mình click vào cái mask á. Cái này mình học rồi nè. Thì mình sẽ load cái selection thôi. Đúng không? Thì mình load cái selection
của cái mask đó. Thì bây giờ mình muốn nó half of it đó, thì mình làm sao? Mình làm intersect đúng không ạ? Thì intersect ở cái alpha channel hay là intersect ở đây cũng là same thing. Thành ra mình hold down control, hold down on it, control on it shift. Ok, hiện vào đây. Quý vị thấy cái bàn tay nó có chữ X không? Hiện click đây. Thằng này nè, đó cái selection đó. Selection nó cái selection nó vẫn chọn như thường, thành ra mình vào đây nè. Mình có thể chọn một cái curve nữa. Ok, thì quý vị này thấy cái curve này là break 2 thôi. Thành ra đó, thay vì mình làm ở cái alpha channel, mình có thể làm ở đây, nhưng mà làm ở đây á, thì mình phải dùng một trong mấy cái adjustment layer, tại vì cái mask này từ nó không có nằm đó được. Thành ra mình sẽ xài something else để mà mình dùng cái mask. Cái alpha channel thì mình load nó xong rồi mình có thể create mấy cái mask theo ý mình muốn. Quý vị thấy không? Thì bây giờ đó, dù cho cái mask nó biến mất rồi, quý vị vô đây nè. Rồi mình mà muốn load nó lại, mình có thể làm reselect, nó cũng sẽ trở lại. Hoặc là mình hold down control, mình bấm cái này thôi. Thì nó cũng là load cái mask, load cái selection vô cho mình anytime. Thành ra mình có thể create. Ok, rồi. Bây giờ có ai có câu hỏi không? Hiền nói hơi nhanh ha. Ok, không có câu hỏi không? Rồi bây giờ nè, Hiền sẽ show cho quý vị. Bây giờ Hiền sẽ delete hai thằng này đi. Ok. Rồi Hiền vào trong cái channel. Hiền sẽ delete mấy thằng này. Unfortunately không không có cái easy way to delete mấy cái này, phải làm không. This I don't know how to do hàng loạt. Đó tại sao Hiền create một cái action để mà delete mấy cái này á, nhưng mà cái này mình name nó khác, thành ra cái action nó không có work. Rồi bây giờ mình nói về action. Ok, action của Hiền biến nó mất tiêu đấy. Bây giờ nếu mà action nó không có hiện ra cái gì vào đây nữa không? Bấm action nữa không? Xong rồi mình có thể move thằng này vô đây. Ok, thì cái action của mình á, all the way down the bottom. Quý vị có load cái action của mình chưa? Hello? Hello, còn có ai nghe Hiền không hả? Dạ có anh. Ok. Đôi lúc không không có nghe gì hết. Mình đôi lúc có một lần mình bị mất mất signal, mình nói cả nửa tiếng hồ mà không ai nghe hết trơn. Ok rồi. Thì á, cái action của Hiền á, đâu mất rồi ta? Oh, wow, I'm using the old Photoshop. Không có action. Ok, như vậy, I'll show you the load action. Cái Photoshop này somehow I get back to cái older version Photoshop. Ra nó hơi bị troublesome một chút, nhưng mà không sao. Thật ra nó cũng work the same way thôi. Thì bây giờ mình load action bằng cách đó là biết mình vô đây là có là ở đây nè, mình vào trong cái option này ha. Cái action này là highlight đúng không? Vào đây nè,
thì nó có cái phần load action. Thế thì load action nó sẽ vào trong cái computer của mình, chỗ nào mà mình save nó thì bây giờ hiện sẽ vào cái download này nè. Ok, hiện có save sẵn rồi, hiện có cái gọi là tống hồ luminosity mask đúng không ạ? Thì bây giờ all you have to do là highlight nó rồi bấm load thôi. Đây nè, thì nó load vào đây nè. Ok, rồi cái action của Hiền nó có 3 phần. Một là create channel luminosity, hai là delete. Tức là mình vô mình delete nó sau khi mình xài xong rồi mình delete. Cái thứ ba đó là create cái curves mask ở trong cái layer thì Hiền sẽ show cho quý vị coi cả hai cái action luôn. Còn nghe Hiền nói không? Còn phải không? Ok. Rồi bây giờ trước nhất là mình create cái channel luminosity trước. Ok. Thì mình bấm này nè, mình highlight nó. Xong rồi mình bấm cái play này nè. Ok, khi mà hiện bấm cái play này á thì cái action này á, nó đã làm sẵn rồi cho mình rồi. Thành ra nó sẽ create 18 cái này. Thành ra bây giờ mình muốn vô mình chọn thì mình vô mình chọn thôi. Thành ra cái này nó save you a lot of time. Còn như hồi nãy quý vị thấy hiện hiện create 18 cái rất là lâu. Mà một khi mà mình close cái tấm hình này rồi mấy cái này biến mất hết. Thành ra nó mình phải xài cái action chứ không thôi là mình làm cái này là mình chết. Ok. Thì đó là cái action làm. Mình qua bên layer này nè. Nhớ là cái cách mình nói thay vì mình làm cái channel, một cái choice mình có thể làm. Hello. Anh Hiền cho em hỏi, em không có load được cái luminosity mask của anh vô được, tại vì quen em bấm vô cái play, cái nút đó nó đâu, nó không có nhảy lên được đó anh. Có highlight nữa chưa? Highlight đúng không? Dạ đúng, em highlight cái folder đó luôn. No, không có folder, phải vô highlight một cái thôi. Dạ, highlight cái của anh đó, cái tống hồ Không phải luminosity mask. xuống vô vô trong nữa, bấm bấm cái nút này nè. Bấm cái này nè. Cái này nói như vậy chứ gì? Tại nó Dạ. có ba cái lần, thành ra mình phải bấm cái arrow này nè. Bấm cái arrow này thì nó sẽ hiện ra ba cái, thấy không? Thấy ba Mình cái ba này cái arrow đó mình phải bấm hết luôn anh hả? không? Không, mình bấm một cái thôi, mình bấm cái create channel luminosity nè. Thấy ba cái này không? Dạ thấy. Bấm bấm cái này nè, bấm rồi nó highlight lên đó, thấy không? Yeah. Bật cái này highlight nó lên. Em bấm rồi mà nó cũng không có nhảy lên, somehow em cũng không biết. Đúng không? Bấm bấm nó có highlight không? Dạ có. Ok, highlight là được rồi. Có Ok, nó ai cũng bị giống nhỏ. em không? À, À, tôi cũng không bấm có cái load create. được cái file của anh Hiền. Tôi bị lost từ lúc mà Oh, I see. Oh, bấm vô cái create channel. Chứ không có bấm. Oh, I see. Oh, thank you anh Hiền. Em thấy rồi. Dạ. Ok rồi, bây giờ là bấm cái này Dạ. bây giờ bấm cái này. Sau Dạ. khi mà có cái này rồi bấm cái này. Dạ, Còn có rồi, ai em load thấy. không được, tại sao load không được? Anh Hiền, tôi sẽ có một hỏi ạ. Vâng. Quick Customary Photoshop. Cô có thể là mute một cái thì có hai cái máy này, nó
nó interfere quá, không có nghe được gì. Phải à? Nhắc lại. Chị hỏi là vậy là đúng không ạ? Dạ sao ạ? À, tôi download cái gì đấy? Có hai cách để... PDF của anh đấy. Photoshop University Mask của anh đấy. Tôi cái đó là cái file PDF thôi à. Muốn load cái này nó phải download cái ATN á, tổng hồ Luminosity Mask dot ATN á. Vâng. Xong rồi mình download nó xong rồi mình có thể double click vào cái ATN đó là nó cũng load nữa. Vâng. Bởi vì mình vào cái menu này là nó phức tạp thì mình có thể double click vào cái đó tự động nó sẽ load vào Photoshop cho mình thôi. Vâng. Để có hai cách. Load xong rồi nó sẽ vào dưới cuối của cái action của mình. Yeah. Anh cho ai anh load được chưa? Có ai không load được không? À, tôi không load được anh ơi. À, bây giờ anh đã download cái đó được chưa? Nó nằm ở chỗ nào anh? Tôi thấy BSVN, yeah, practice hay gì đây đâu chứ còn một cái file của tổng hồ không thấy. Anh download chưa? Dạ chưa, à, không biết nó nằm trong nào. Nó trước. Dạ anh down, anh vô trong cái link á. Anh download cái file. Dạ xin lỗi, anh phải okay. Vào trong cái PCVN 19 á. Ồ, thì ra vậy. Dạ, vô cái 19 á. Ok, ok, thank you. Ok, rồi. Sorry quý vị nha. Nhưng mà chắc hiện phải nói tiếp chứ không thôi, thôi hết giờ. Thì bây giờ đó mình bấm cái này nè. Thì nó sẽ load. Đúng không? Thì mình bấm cái đó đó, nó sẽ load mấy cái channel vô. Load mấy channel mình vào, đúng không? Rồi, bây giờ đó, mình có thể load cả hai cái vào luôn cùng một lúc cũng được nữa. Bây giờ mình muốn load cái kia đó. Bây giờ mình delete đi, mình load cái thứ nhì là mình delete hết cái kia. Nhưng mà thôi khỏi, để nó đi, không có delete. Tức là cái channel này nó có mấy cái này, cứ để đó ha. Rồi mình qua cái layer này, bây giờ mình bấm cái này nè. Tức là cái thứ ba đó, cái đó gọi là Luminosity Curves Mask. Đây, quý vị. Highlight cái này, xong rồi bấm cái play này nè. Ok, bấm nó thì nó sẽ, cái action nó sẽ load ở trong cái layer mấy cái mask. Thì chỉ create là curves mask thôi. Game anh Nho ơi, anh mute cái micro của anh đi anh Nho. Dạ sao anh? Anh dạ. Bỏ mute cái microphone của anh. Ok. Dạ xin mọi người là khi nào mà không có nói thì xin mute cái microphone đi, tại vì đôi lúc mình không có biết, nhưng mà ở bên này mình nghe nhiều á. Thành ra ngay cả trong cái recording á, có nhiều lúc vào đó chỉ nghe tiếng động phía sau mà không có nghe người nói luôn. Thành ra cái đó mình sau này mình dùng mấy cái đó mình học lại hơi khó khăn. Thành ra chịu khó mute, thế thì khi nào cần unmute mới nói thôi. Còn thường là mình để mute đi ha. Ai cũng mute hết thì tốt. Cảm ơn. Alright. Thì bây giờ đó, mình create mấy cái này nè. Thì mình save được một cái step. Thường đó là mình mà muốn mà create mấy cái này á, thì thường đó là mình phải vào channel, đúng không? Mình hold down control key, mình click vào một cái, mình load cái selection, xong rồi mình qua đây, rồi mình create một cái new cái này. Thì mình cái này là mình đã làm sẵn rồi, thì tùy quý vị muốn làm gì thì that is another option to do it. Thì bây giờ những cái Luminosity Mask này á, cái cách mình xài á, là mình
phải chọn cái nào mà giống như cái mình cần nhất. Cái lời của cái color range là mình vào đó mình có thể chọn exactly what you want. Okay. Bù lại nó chậm tại vì mình làm từng cái một. Cái này đó, mình có thể nhìn qua 16 cái. Ý 18 cái thì mình có thể chọn chừng 3-4 cái để mình xài thôi. Thì nó lẹ hơn nhưng mà nó không có chính xác. Bây giờ hiện quickly I will show you là cái cách xài mấy cái này. Ok. Thì okay, thì cái này nó hiện create 3 cái group. Ok, để cho nó gọn thôi. Thì một cái group gọi là dark. Một cái group là bright, nó có 6 cái bright. Ok. Cái group midtone nó có 6 cái midtone. Okay, rồi cái group dark nó có 6 cái dark. Cái những cái mà dark á, thì mình dùng mấy cái dark để mà mình brighten, nó ngược lại. Ok. Những cái bright á, mình dùng cái đó để mà mình darken. Thật ra mình muốn làm gì thì làm, nhưng mà thường là vậy. Cái dark để mà mình brighten. Cái bright để mà mình darken. Vậy thôi. Thì trong trường hợp này, cái dark để làm gì? Cái phần này nè. Quý vị thấy là cái phần này nè. Phần này dark, đúng không? Thì mình muốn brighten cái phần này lên. Thì mình chọn một trong mấy cái mask này để mà mình brighten. Ok. Rồi. Thì mình nhìn vô đây nè. Mình thấy, ok. Cái thằng này nè. Là tốt nhất. Hoặc là thằng này đi. Thật ra cái thằng dark 4 này là the best. Tại sao? Tại vì cái thằng này nó better nhưng mà nó lại bị dính cái phần này nè, cái phần dưới này nè. Mình đâu có muốn nó brighten cái phần này đâu. Nhưng mà thằng này nó có, nó không có perfect. Thì thành ra tốt nhất là mình chọn cái thằng số 4 này. Cái lúc mà mình chọn cái thằng số 4 á. Ok, thì mình dùng cái mask cái thằng số 4 này nè. Mình tăng nó lên đúng không? Nó là darken, mình muốn nó brighten. À, mình kéo lên. You can do whatever you like, right? Mà đại khái là mình brighten nó. Có một cái là thằng này nó cũng bị brighten luôn. Thì có một cái cách sửa đó là mình nhớ không, đây là những cái mask thôi, thành ra mình có thể sơn đen cái này thì mình sẽ block cái này from being affected. Vậy thôi. Thật ra mình muốn mình làm trong trường hợp này just to show cái vị đó là mình có thể nè, cái mask này highlight đúng không, mình có thể bấm B. Để mà chọn cái này. Ok, xong rồi hiện muốn paint black, thành ra mình bấm đây nè, hoặc là mình bấm X. Ok, xong rồi đó, mình có thể paint black cho cái này. Ồ, có một cái trick với vậy, thật ra mình có thể bấm đây một lần nè. Để xong rồi mình hold down shift key. Mình qua đây nè. Mình bấm đây một lần nữa. Thì nó paint the whole thing. Này nó chậm quá, nó chậm. Ồ, hồi nãy hình như mình không có select nó đó, sorry. Đó tại sao nó không work ở đây nè. Hold down shift key. Bấm bên này. Nó should paint, nó không paint. Ồ, tại vì
opacity của hình có 8%, sorry quý vị. Đó thì sao, nó có paint nhưng mà nó paint quá ít thì là mình không có thấy. Go down shift key ha. Bấm đây một cái, qua bên này. Bấm đây một cái, đó, thấy không, nó paint đen hết cái phần dưới này nè. Thành ra cái phần này nó sẽ không bị sáng, chỉ có cái phần này sáng thôi. Đó là một cái cách làm cho nó sáng lên, đúng không? Rồi nếu mà mình muốn sáng mọi thứ hết một little bit, mình có thể chọn cái dark one. Tức là cái này đó là nó sáng 50% lận. Thành ra mình có thể là tăng lên một chút xíu thôi. Nó sáng hết. Xong rồi mình có thể cái này xuống một chút để cho cái contrast nó đừng có bị. Nó mình muốn làm bao nhiêu cũng được, mà thường là chỉ cần làm hai cái là được rồi. Okay. Là mình làm xong cái phần mà mình làm từ tối ra sáng rồi. Ok rồi, bây giờ mình có thể minimize cái này lại. Bây giờ mình qua cái bright, mình sẽ làm darken. Ok. Thì trước nhất cái là mình muốn làm everything, all of the bright darken a little bit. Mình có thể làm thằng này nè. Thì mình nắm thằng này, mình kéo xuống. Vì thấy không? Ra đó, everything is kind of darken. Nhưng mà mấy thằng này nó không có bị gì hết. Tại vì mình nhờ có cái mask. Nó bị nhưng mà bị ít. Okay. Không biết quý vị có biết là cái curve này á, mình có thể đổi màu được luôn. Nào. Quý vị vào đây là RGB, mình có thể vô red. Có thể điều khiển cái màu, đổi màu bằng cái này cũng được luôn. Không, mình mà muốn nó đỏ lên một chút, mình có thể làm đỏ được. Trong trường hợp này chắc hiện sẽ không làm gì nhiều. Để thành ra đó, thấy cái curve này nó làm được nhiều thứ lắm. Và bây giờ mình chỉ làm để cho mình darken thôi. Rồi bây giờ đó, mình có thể chọn cái thằng Bright 4 này nè. Để mình darken những cái phần thiệt là sáng thôi. Để vào đây nè, quý vị thấy đây là cái phần thiệt sáng này. Có thể đó cần mấy cái phần thiệt sáng. Xong rồi vào đây có thể làm đỏ cái phần thiệt sáng thôi, còn mấy cái phần kia không có thay đổi nhiều. Ok. Rồi. Thì đại khái là mình có thể làm hết mấy cái này nhưng mà tốn rất là nhiều thì giờ. Hiền không có muốn show quý vị quá nhiều, tại tốn như nhiều thì giờ quá. Thành ra đó, bây giờ để show nè. Này after nè, before nè, after, thấy không? Thành ra mình có thể dùng những cái luminosity mask này để mà mình thay đổi. Thành ra đó, mấy cái này thì cũng giống y như là lúc mà mình xài color range để mình thay đổi thôi. Thì nó gọi là infinite number of choices. Ví dụ như là bây giờ nè, quý vị thấy là mình có thể là bây giờ là so far mình chỉ là có mấy cái curves không đúng mà. Bây giờ ví dụ như Hiền muốn làm một cái khác cũng được. Ok, thì có một vài cách. Một cái ví dụ như Hiền vào đây, Hiền muốn đổi cái màu cho nó đỏ hơn một chút. Hiền có thể chọn cái solid color. Okay, Hiền vào đây, Hiền chọn cái màu cam. Ok, xong rồi quý vị thấy là cái mask này nó apply for everything thì mình không có thấy cái gì hết. Đúng không? Nhưng mà nhớ cái blending mode này không? Blending mode này nếu mà mình vào trong overlay nè, hoặc là soft light actually even better. Này mình học rồi nhưng mà chắc có thể không nhớ. Mình đổi màu đúng không? Nhưng mà cái problem là đổi màu for the whole thing nó look ugly. Thì mình nhớ là mình làm gì không? Mình bấm cái alternate key nè, mình bấm cái này nè. Ok, mình có thể drag nó over để nói replace.
What happened? Not supposed to happen. Something wrong. Hiền biết rồi. Tại vì cái này thật ra mình mà muốn làm cái màu này apply cho cái bright four này không á thì có hai cách. Mình hold down on này nè. Nếu mình clip nó vô đây cũng được. Something wrong. Làm lại. Biết ha. Yeah, okay, now mình muốn mình phải là làm cái này nè. Cái nó gọi là clipping mask, tức là mình apply cái thằng này only to cái layer này thôi, tại vì mình muốn cái này nó apply cho cái này. Bây giờ nó look yucky tại vì mình chưa có làm blending mode. Mình vô trong này mình làm soft light. Thì nó đổi một chút, hoặc là mình muốn nó severe hơn thì mình dùng overlay. Quý vị thấy cái overlay này nó chỉ apply cho cái mask này thôi. Thành ra nó đổi màu một chút xíu. Nhưng mà nó không có đổi màu nguyên cái, quý vị thấy không? That's the difference. Thành ra mình có thể xài rất là nhiều thứ. Cái này là mình có cái mask thì mình có thể xài rất là nhiều loại khác nhau. Thì bây giờ mình không có nhiều thời giờ để mình nói quá nhiều về cái cách xài. Hiện chỉ muốn show quý vị thêm một cái nữa. Hai cái đi. Rồi bây giờ có ai có câu hỏi gì về cái Luminosity Mask mà bằng cách này không? Tôi có câu hỏi anh Hiền. Dạ, ok. Cái file mà tổng hồ Luminosity đó là nó có thể apply cho tất cả các different file hay là only cái file mà anh đang làm? File nào cũng apply được hết anh. Ok, dạ, cảm ơn anh. Dạ. Thành ra nó sẽ lấy cái whatever file xong rồi nó sẽ create cái luminosity mask based vào cái 50% selection. Thành ra yeah. không có sợ gì hết, anh làm cái nào cũng được hết, cái đó nó work universal. Dạ thưa anh cho em hỏi. Dạ. Dạ thưa anh cho em hỏi là làm sao mình có cái mũi tên nó chỉ xuống cái layer ở phía dưới vậy anh? Ok chị, bây giờ đó muốn có mũi tên nó, thí dụ như bây giờ để Hiền unclick nữa ha. Hold down your alternate key nè. Ok. Bây giờ nó muốn chị thấy không? Chị hover vào cái line in between hai cái này nè. Thì bây giờ tại vì nó đã có clipping rồi á, mình mà bấm thêm một lần nữa nó sẽ unclip. Thì Hiền sẽ unclip nó nè. Ok. Unclip nó đó. Bây giờ là hồi nãy mình làm nó như vậy là đúng không? Bây giờ mình muốn clip nó đó, mình hold down your alternate key. À, rồi mình vào ở giữa này nè. Thì cái này nó hiện lên nè. Chị thấy không? Chị Mỹ Dung ha. Chị, dạ, chị cảm ơn anh. Dạ, em thấy rồi anh. Xong rồi mình bấm, mình click nó một cái. Thì nó sẽ clip vào trong này. Tức là cái này nó chỉ apply cho cái này. Để dạ rồi, cảm ơn anh. Vừa đổi màu á. Thì bây giờ yeah. Mình mà muốn màu nhiều ấy, mình có thể chọn một cái mask mà nó có nhiều hơn. Ví dụ cái mask mà bright 2 á, thì cái màu vàng nó sẽ nhiều hơn. Tại vì mình chọn cái bright 4 nó hơi ít. Thành ra cái màu vàng này nó apply rất là ít. Tại vì nó apply vô cái mask đó. Thì tùy mình muốn nhiều ít thì mình tùy mình. Thì bây giờ đó. Hồi nãy anh Dean anh cũng có show rồi đó. Là bây giờ là đấy là một cái cách mà mình có thể là tốt nhất để hình show cái dễ trước không. Thật ra có nhiều cách làm quá, thành ra hiện đang lượng coi nên show cái gì
Ok, bây giờ show cái phức tạp hơn đi. Nó có một cái mà rất là interesting á, là quý vị có thể là thấy all of the channel này không? Tức là all the layers này nè. Mình có thể combine everything into one layer được. Có một cái shortcut rất là lợi hại. Thật ra mình không có cần, miễn sao mà mấy cái eye này nó có hết á, bất cứ cái nào mà visible đó. Ok. Bây giờ nè, mình ấn control on and shift. Ok. Xong rồi mình bấm chữ E. E là chữ ơ đó. Đây nè. Ok, một khi mà quý vị mà bấm như vậy đó thì nó sẽ tạo lên một cái layer này. Cái layer này là combine everything into one layer. Tại sao mình phải làm như vậy? Thì có rất là nhiều lý do tại sao mình làm như vậy. Mình move nó lên trên tận cùng ha. Tận cùng này á, nó là exactly the same as dưới này nè. Thành ra đó, cái này là ví dụ như là Hiền muốn apply một cái filter cho the whole thing chẳng hạn. Hiền sẽ show quý vị nè. Bây giờ thì quý vị thấy cái này, ồ nó cũng đẹp rồi, nhưng mà tôi muốn touch up. Thì một cái cách dễ á, là mình có thể là create một cái layer này nè. Ok, xong rồi hồi nãy anh Dean anh cũng show quý vị coi là cái cách mà để mà mình make một cái smart object. Ok, là mình right click, xong rồi mình vô đây là mình nói là convert to a smart object. Này nó hơi advanced nhưng mà cái idea behind này nó rất là đơn giản. Tại sao mà mình muốn create một cái smart object? Tại vì có nhiều cái filter trong này, thí dụ như mình muốn sharpen, mình muốn đổi màu, hoặc là mình muốn gì đó, mấy cái đó đó, nếu mà mình không có create một cái mask đó, nó là destructive. Ok, nó sẽ là destructive. Thí dụ như là bây giờ Hiền muốn vô Hiền làm sharpen cái này, nếu mà Hiền vào á, mà Hiền vào filter nè, Hiền vào sharpen, Hiền ấn sharp mask á, nếu mà Hiền không có cái smart object á, một khi mà Hiền sharpen cái đó destructive, nó làm ngay trong cái layer đó luôn. Thành ra là mình không có sửa được. Mình mà create một cái smart object thì mình có thể sửa được. That's a difference. Thành ra khi nào mà mình muốn non-destructive thì mình create một cái smart object. Còn không thì mình không cần. Okay. Có nhiều người họ nói làm bất cứ gì cũng là làm smart object hết thì cũng được. Thì doesn't matter, nhưng mà trong trường hợp này mình chọn một cái smart object rồi, thành ra mình có thể vào đây. Ok. Thì có thể là mình có thể làm ví dụ như hiện tăng sharpen lên chút. Đúng không? Xong rồi mình vào đây. Thì cái này là mình sharpen everything. Đúng không? Nhưng mà lỡ mà mình nói ui trời ơi sharpen nhiều quá rồi. Nè cái smart object á, nó show you là cái unsharp mask. Nó có hai cái lợi. Một á, là mình có thể double click vào đây nè. Nè quý vị thấy nè. You can come back here and change it anytime. Muốn nhiều hơn, muốn ít hơn đều được hết. Vô đây nè. Mình có thể đổi anytime. Đó là that's what it means by non-destructive. Đúng không? Đó là một cái lợi. Là mình có thể làm cái này. Cái lợi thứ hai là thấy cái smart filter này không? Ví dụ như Hiền làm sharp thiệt là sharp. Rồi Hiền vô đó là Hiền có thể paint cái này black. Ở cái phần mà Hiền muốn sharp thôi. Thành ra mình có một cái mask. Mình có thể control nó bằng cách đó, nhưng mà Hiền sẽ không có ba đâu. Ok. Rồi có cái này á, Hiền có thể bây giờ Hiền muốn đổi vibrancy, same thing. Hiền vào thật ra cũng không nên làm kiểu này, nhưng mà
nếu mà muốn cũng được. Thường cái vibrancy ấy, thì mình chỉ cần create một cái new adjustment thôi đúng không? Không có cần phải xài cái loại kia. Mà mình vào đây mình vẫn làm được. Nhưng mà cái vibrancy này nó không ở trong cái layer này. Hồi nãy đáng lẽ mình phải là highlight cái layer này. Biết mình có thể kéo xuống được. Xin hẹn. Dạ. Xin hẹn cho tôi hỏi cái anh giảng nghĩa rõ dùng cái descriptive và non-descriptive anh nói biết mình thế nào anh chị? Dạ ok, bây giờ làm lại ha. Bây giờ để hiện delete cái này. Delete luôn cái này. Ok, rồi bây giờ để Hiền làm lại một cái, nhớ không, mình create một cái layer bằng cách Control On and Shift, bấm chữ Y. Ok, nó create một cái layer này. Okay, thì mình không có đụng tới mấy cái kia. Thì bây giờ đó, thí dụ như Hiền vào đây nè. Hiền vô filter nè. Hiền vô trong cái sharpen. Sharp mask and crank nó lên all the way like that. Bấm OK. Cái layer này chết dí luôn rồi mấy bạn. Chị thấy không? Cái layer này nè là bây giờ nó back in rồi. Mình không có sửa được gì hết. Cái sharpen của mình là nó kẹt ở trong này rồi. Bây giờ lỡ mình nói trời ơi bây giờ sharp quá rồi á. Cái only way you can do it á là mình vào cái history thôi. Thì mình làm thôi. Nhưng mà chị tưởng tượng chị làm chừng 10 cái step rồi. Mấy step khác nhau hết. Rồi mình mới khám phá ra bây giờ sharpen quá nhiều rồi mình muốn sửa. Mình sửa không được nữa. Thành ra mình chết đứng. Mình phải delete nó thôi. Rồi mình phải làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu từ cái này. Đúng không? Thì đó là có nhiều cái trong Photoshop nó destructive là vậy đó. Cái sharpen này là một trong mấy cái đó. Nếu mà mình không có muốn nó destructive thì mình create một cái smart object. Khi mà mình create một cái smart object rồi mình có thể làm cái sharpen này mình vào mình sửa bất cứ lúc nào như hồi nãy in show đó. Thành ra cái Smart Object nó rất là lợi hại. Thôi. Thì bây giờ cũng quá giờ. Cảm ơn anh Hiền. Hiền nói thì hơi hơi nhiều. Hiền muốn show quý vị thêm một cái nữa đó. Là cái này nó không có phải là Luminosity Mask. Nhưng mà nó là một trong những cái workflow để mà mình làm. Hình của mình thành ra đó. Ok, ví dụ như bây giờ là Hiền show quý vị go back to camera raw. Ok, thì mình cũng có thể làm nữa. Sau khi mình làm luminosity mask xong rồi mình vẫn có thể làm được. Thì đây nè, thì trước nhất là mình convert thằng này qua một cái smart object again. Cái camera raw again nó cũng là một cái destructive. Mình vô đó mình sửa xong mình come back á, thì nó baked in there. Thành ra mình muốn sửa nó không có sửa được nữa. Thành ra đó tại sao mình create một cái smart layer. Ok, một khi mình có cái smart layer rồi á thì mình vào trong filter này nè. Ok, mình vào cái camera raw filter này. Vì thế không? Thằng này nó trở lại là giống y như camera raw thôi. Thành ra cái này là familiar territory đúng không quý vị? Thì bây giờ mình muốn sửa thêm cái gì cũng được. Bây giờ ví dụ như highlight vẫn chưa vừa ý, mình có thể bấm highlight xuống. À, nó xuống nè. Shadow chưa vừa ý, mình có thể bấm nó lên nè. Thì mấy cái này là mình đã làm rồi. Mình rất là quen thuộc đúng không? Rồi mình muốn tăng clarity lên, mình có thể vô
brush nè, đúng không? Rồi mình có thể chọn clarity lên nè, cái này selective thôi. Mình giảm cái brush size xuống nè, đúng không? Thì này thì muốn làm clarity, rồi cái này nó cũng tăng lên ánh sáng nữa. Này, quên độ ánh sáng cũng sao. Nè, mình có thể làm anything. Mình có thể làm thêm sau khi đó, xong rồi á, mình thấy ok, good quá. Bấm cái này. Vô đây mình thấy, wow, cái này mình làm dối quá, no good. Thì all you have to do á, cái smart object nó hay một cái là all you have to do is go in here, đúng không? Double click vào camera raw again. Thì nó sẽ launch sang camera raw, nó nói hồi nãy mình làm quá tay đi, đúng không? Mình có thể vô đây mình sửa được. Đấy chẳng hạn. Nè. Vào đây nè. Mấy thằng này quá tay. Có thể giảm cái độ tối xuống. Đi độ sáng lên. Ok. Thể giảm xuống. Xuống. Ok. Chỉ là tăng clarity thôi. Bấm OK. Đổi lại nó sẽ đổi, thấy không? Thành ra cái này đó, mình có thể come back anytime. Đó là cái lợi của cái smart object, quý vị. Smart object nó protect mình from being destructive. Nếu mà Hiền mà không có làm smart object, mà Hiền bố làm cái camera raw này á, là cái layer đó là nó chết luôn. Tức là nó baked into it. Cái smart object thật ra nó có một vài cái thứ để mà mình xài này, nhưng mà cái phần chính của nó, của cái smart object là nó non-destructive, mình có thể come back, mình sửa nó anytime. Vậy thôi, nhớ như vậy ha. Thì hôm nay unintended, nhưng mà mình cũng học về cái smart object này đó. Thì cái smart object là vậy thôi. Thì sau này mình mà không có muốn nữa đó. Ồ, thêm cái, nếu mà mình nói, ồ, cái này vẫn còn quá mạnh, thì nhớ cái opacity không? Mình có thể đổi opacity nè. Có thể vary nó từ zero, tức là không thay đổi hết cho tới lúc thay đổi. Vì thấy cái layer này nó che hết mấy cái layer phía dưới rồi đó, tại sao mà mình go zero nó trở lại original luôn. Đó là nhiều cái cách mình làm. Ví dụ như 90% mình có thể back nó chút xíu để nó đừng có quá tay, đúng không? Đó thì mình có rất là nhiều option, mình có thể turn it off complete cũng được. Đó thì đại khái vậy thôi quý vị. Anh Hiền. Dạ. Dạ, Lan cảm ơn anh đã create cái action cho mọi người. Yes. Cái luminosity này, mask này nó đang nghĩ là nó ở advanced level, thì cái hình nào là the best candidate để mình sử dụng cái này? Hình nào cũng là good hết đó chị, nhưng mà cái mà nó mà excel đó là landscape, thường là chỉ có nhiều cái sáng và nhiều cái tối, thì mình dùng mấy cái này mình sửa được. Nhưng mà thật ra đó chị có thể dùng anything. Thật ra như mấy cái portrait chẳng hạn, mình cũng vẫn xài được. Mà mình dùng mid-tone nhiều hơn. Thì mình thay đổi được rất là nhiều. Thật ra cái luminosity mask là khi nào mà mình muốn masking mà nó không có lộ liễu. Tức là ví dụ như cái phần tóc á. Là mình dùng, mình muốn cái phần tóc, cái phần mặt. Thì mình nên dùng mấy cái luminosity mask. Những cái phần selection khó khăn như vậy nè, thấy không? Nhất là ví dụ chỉ có những cái giống như cái tấm hình của anh Dean mà có mấy cái cây dừa đó, mấy cái đó mà mình mà không có dùng luminosity mask hoặc là color range, làm sao mà mình select nó? Mình mà dùng cái brush mình làm không có cách nào mình làm được, đúng không? Thành ra những cái luminosity mask này nó sẽ giúp mình rất là nhiều. Cái idea là mình chọn cái nào mà giống nhất cho mình thôi. Nhưng mà Hiền đề nghị á,
quý vị nên xài color range for a while to get used to it. Mấy cái này nó nhiều quá, nó get people confused. Thì Hiền đồng ý với chị Lan, cái này nó hơi advanced. Ok. Nhưng mà mình muốn introduce cái idea này để cho quý vị get used to it. Lan có thể nói như vậy, riêng về landscape, nếu mà cái hình mình nó cái shadow nó quá nhiều hay là cái highlight nó quá nhiều mà mình thiếu cái mid-tone thì mình nên sử dụng cái này, điều đó có đúng không? Đúng, đúng. Okay. Nhưng mà cái này mà muốn sửa diễn được, tại vì mình có vừa mid-tone, vừa có bright, vừa có dark luôn. Trong cái thí dụ này hiện không xài mid-tone gì hết mà nó vẫn còn ok. Xài mid-tone là nó còn đẹp hơn nữa. Thường cái mid-tone đó, mình dùng để mà mình tăng cái contrast hoặc là mình tăng màu, thì cái mid-tone nó better để mà làm những cái đó. Cái bright với cái dark là mình chỉ làm gọi là rough increase in increase hoặc là decrease cái ánh sáng thôi. Chứ thường là mình work là mình cái mid-tone. Chị Lan, cái Luminosity Mask này nó excel khi mà chỉ có nhiều tonal á, thì mình chọn được từng vùng khác nhau, nó tức là fine selective. Còn nếu mà nguyên một mảng đen hết rồi, chị đâu cần chị không cần dùng tới Luminosity Mask, chị dùng những cái technique khác sẽ dễ xài hơn, vẫn có thể select nguyên một mảng đen mà. Okay, thank you. Nhưng mà cái mà đơn giản nhất là nên nhớ đó ha, là nếu mà mình muốn đơn giản, all you have to do là mình vào cái channel này. Okay. Thường là mình chọn hoặc là cái blue, hoặc là cái green, hoặc là cái red, hoặc là cái RGB là đủ rồi. Mình create một cái quick dirty mask là cũng xong. Đa số những cái mà thay đổi mình có thể chọn một cái thôi. Nếu mình muốn mình có thể chia nó, nhớ không? Mình có thể do control on it, shift, xong rồi mình intersect by itself để mà mình giảm cái đó. Thành ra mình cũng không có cần run cái action làm chi cho mệt. Một khi mà mình hiểu cái cách làm rồi, you can do a lot. Đó là tại sao Hiền muốn spend time to show quý vị cái theory behind it. Thì cái này nó hơi phức tạp, nó will give you a headache at first, nhưng mà làm một hồi rồi nó quen là thấy nó dễ lắm. Nhưng mà cái mà dễ hơn nữa đó là cái color range. Thêm một cái nữa đó là đây nè, thật ra thôi lạc đề quá, nhưng mà I'll show you just to tell you là có rất là nhiều cái option. Ví dụ như trong này, ví dụ mình phải bấm ở ngoài này, bấm cái này, double click cái này thì nó sẽ đổi tên, đúng không, ra ngoài này, double click cái này nó sẽ hiện ra này, quý vị thấy không? Cái này cũng là very interesting. Nếu mà quick and dirty nó cũng giống như color range, nó hơi khác một chút, nhưng mà cái này là nè, quý vị thấy cái underline layer này. Mình có thể dùng cái này để mà thay đổi cái masking. Ra cái này nó chỉ work khi nào mà dù có một cái này đây nè. Sorry, nó lạ. Ví dụ như mình mang thằng này ha. Đây. Okay, thí dụ như hiện có cái mask này, vậy thấy không? Cái này là mình không có nói về luminosity nữa nha, quên hết mấy cái trên này đi. Click mà không click chút nào chưa. Này, thí dụ như cái này. Mình có thể là dùng cái này
Các quý vị thấy không? Thấy cái mask nó đổi không? À, cái này nó cũng là select cái brightness này. Thì thấy nó select không? Cái này nè. Là mình có thể control cái range để mà mình do selection. This is yet another way để mà mình chọn. Không rồi, thật ra cái này it take a long time, nhưng mà you can split cái you can fine tune nó bằng cách hold down on and key move. Thì mình có thể select cái tonal mà dùng cái này, nó gọi là blend if, thay vì mình dùng color range, thay vì mình dùng luminosity mask. Nhưng mà too many option kind of drive you crazy. Hiện đề nghị đó, một là stick với color range, hai là stick with luminosity mask. Học cách xài thiệt là giỏi là đủ rồi, không có xài nhiều quá sẽ ghét tàu hoa nhập ma. Nhưng mà cái thằng Photoshop này nó có rất là nhiều, nó có so many different ways to do it. Thành ra mình học suốt đời cũng không có hết. Thành ra quý vị, forget what I just showed you. Cái đó nó sẽ blow your mind. Nhưng mà nó có rất là nhiều cái method khác nhau. Bây giờ tốt nhất xài color range, xài highlight, midtone để mà dùng luminosity mask là đủ rồi. Ok, có ai có câu hỏi nữa không? Ở đây ai nói đó? Ồ, là chị. Cảm ơn anh Hiền. Dạ. Bây giờ anh Dean hồi nãy anh đã dạy cái cách merge hai cái tấm hình sáng với hình tối chung rồi, quý vị có cần Hiền nói thêm không? Hay là you get it already? Hiền tính là tuần sau nói về cái đó, nhưng mà anh Dean tuần sau nói lại cũng được anh Hiền. Dạ. Lại cũng được ha. Tuần sau nói lại cũng được. Yeah. Yeah. Tại vì học selection rồi mà không học blending đâu có được. Dạ yeah, đúng rồi. Cái đó không có lớp. Cái schedule của mình là tuần sau. Dạ, tuần sau không có lớp. Tuần sau được nghỉ nha. Tuần sau được nghỉ. Yeah. Tuần sau được nghỉ. Yeah. Tuần sau nữa. Tuần sau nữa. Tuần bao nhiêu phút thì nói anh Hiền. Dạ, anh nói gì thưa anh? Anh cần bao nhiêu phút ạ? Bây giờ hả? Thôi. Bây giờ là tổng cộng cả tiếng rồi. Nếu mà muốn chỉ properly mà để cho mọi người theo đúng rồi, chắc cũng phải cả tiếng. Tại hồi nãy anh đi nói là một trường hợp thôi. Thật ra cái tuần tới là hai tuần nữa, cái trường hợp khác nhau này. Hai tuần nữa đi. Dạ. Yeah. Mình phải làm homework chứ không thôi là quên đó. Ví dụ như rồi. Mình phải lấy một tấm hình giống như tấm này nè, đem ra practice. À. Dạ. Yeah. Thật ra nên practice thật nhiều đấy quý vị. Practice nhiều xong rồi nếu mà có câu hỏi thì come back and hỏi. Tại vì đôi lúc Hiền không có biết là quý vị run into what kind of problem. Cái Photoshop, cái problem của nó là nó có rất là nhiều cách làm. Hiền chỉ show quý vị một cách thôi. Không yeah. phải là một cái cách cố định. Yeah. Có rất không đâu, có cách nào sai, cách nào đúng hết. Anh Hiền. Dạ. À, hình như là mỗi lần mình phải load đó, nếu mình tắt máy mình phải load lại cái 16 cái. Vâng, 18 cái đó là phải load lại từng lần một. Dạ. Đó tại sao mình cần cái action. Cái action nó rất là lẹ. Mình mà không có cái action là thôi, mình khỏi có làm cái luminosity mask luôn. Thì mình chỉ vô làm color range cho nó khỏe. Thì color range nó không có fine line như là cái này. That's the only problem. Cái color range của mình phải touch up nhiều hơn là mình xài cái luminosity mask này một chút. Ok, vậy thôi à. Nhưng mà nó work very well. Thật ra thường nó là hình ít khi nào mà hình xài cái luminosity mask này vô làm color range là xong, đẹp hơn. Nó có rất là nhiều cách, nhưng mà cái blending là cái quan trọng.
Tức là đó, từ rày về sau đó, một sau khi mà Hiền nói về blending xong á, Hiền expect quý vị khi nào đi ra chụp hình, nhất là chụp landscape á, phải chụp at least 3 tấm nha. Bracket nha, bracket 3 tấm. Một tấm sáng, một tấm vừa, một tấm tối. Thường đó là mình blend bao nhiêu step liền? Dạ. Cách ba, cách chụp 3 tấm là cách nhau bao nhiêu step? Tùy anh, tùy cái range của mình. Cái trời á. Dạ, tùy cái trời nó sáng nhiều hay sáng ít. Ok, bây giờ vậy là ít cách nhau ít nhất cũng là 2 step. Đúng. Thường Thư là 1 stop rưỡi chú Dũng à, rồi nhưng mà tùy theo cái trời thì mình chụp là 5 tấm hay 7 tấm hay là 3 tấm. Tùy theo cái trời là nó quá tối hay là nó quá sáng. Nhưng mà cái khoảng cách giữa hai tấm hình nó chừng 2 stop là được rồi. Dạ, yeah, 2 stop là the best tại vì đa số những cái camera của mình á, nếu mà mình mà có sai 2 stop đi nữa mình vẫn cứu được. Trên 2 stop mà mình cứu được nhưng mà nó bị noise nhiều lắm. Mình chụp bucket đó thì mình có adjust được 2 stop phải không anh Hiền? Vâng, mình có thể adjust cộng trừ 2 stop thêm nữa, cho mỗi cái tấm hình đó. Nhưng mà nếu mà mình bracket rồi á thì mình within 1 stop maybe. Thành ra rất là dễ. Thành ra không có bị. Chú Dũng xài máy gì? Tại vì Canon cho bracket 3 stop lận. Máy Sony là còn hơn nữa. Yeah. Chụp hai stop đi. Cứ chụp là 2 stop difference. Chụp một cái sáng 2 stop, chụp một cái đúng, chụp một cái 2 stop tối. Ok, sau đó mình sẽ học mix. Lần sau quý vị chụp 3 tấm cho Hiền nha. Mỗi người đều có 3 tấm hết để mình thực tập. Rồi sau đó mình sẽ vô mình blend. Nhưng mà có cái trường hợp vậy là đừng cứ để cho cái máy nó làm auto bracket. Ví dụ set auto bracket nó tối thì nó tối rất là tối rồi nó sáng từ từ, nó chưa có đủ sáng. Rồi có khi thì set quá sáng thì nó lại sáng từ từ rồi nó sáng nhiều hơn. Thành ra mình chụp một cái tấm trung bình xong rồi mình canh vô cái chỗ tối, mình chụp sao cho cái detail của chỗ tối nó nổi lên. Được. Yeah. Rồi mình canh qua cái chỗ sáng, cho cái chỗ sáng nó có detail là được. Chỉ cần 3 tấm, mình chỉ cần set cái camera ở same aperture, đổi cái speed only. Đúng rồi. Dạ, yeah, thường là Hiền chụp như vậy đó. Hiền chụp là tùy theo cái ánh sáng nhiều ít. Thành ra mình nhìn cái histogram, mình có thể thấy cái sáng nhất với cái tối nhất. Thì mình canh vào trong đó làm sao cho 3 tấm nó fit cái đó. Nhưng mà thời này nó mấy phim này free mà đâu có phim đâu. Nếu mà mình mà muốn chắc ăn thì mình bật nó qua 5 tấm hoặc 7 tấm để tự động làm cái rẹt phát thôi. Là về là chắc ăn là nó sẽ không có miss được. Để auto bracketing á, chụp một lần 9 tấm luôn cũng được. Về đó mình chỉ chọn 3 tấm đúng của mình thôi, mình không cần hơn 3 tấm. Cái lúc mà Hiền blend đó, thường là Hiền blend 2 tấm, maximum là 3 tấm, không có blend hơn. Vậy thôi à ha. Ok, sorry, lần này cái Luminosity Advanced nó hơi advanced một chút. Thì I don't expect you guys to get 100%. Nhưng mà Hiền hứa là mình sẽ lặp lui lặp lại hoài. Từ rày về sau, sau này mình sẽ dạy những cái đề tài mà nó cụ thể hơn, nó vào chi tiết hơn. Dạ, yeah, yeah, đúng rồi. Mình sẽ xài những cái này rất là... Mình xài Hiệp, yeah. Hỏi. Hiệp. Vâng. Hello Hiệp. Vâng, thì nghe đây. À, cho hỏi là cái stacking giống nhau không? Thật ra nó cũng giống anh, nhưng mà Hiền không có muốn xài tự động. Cái blending của Hiền là manual blending. Có cho hai thứ là chú Dũng. Dùng Photoshop á. Dạ, cái đó thì the same. Nhưng mà nó cũng không có hay gì đâu. Bớt á, thì stacking. Rồi nếu mà chụp mà bracketing á, thì cũng blending luôn phải không?
cũng dạ, vâng đúng rồi. Nói cái stacking là để xài để tìm những cái điểm rõ, còn cái mà anh Hiền anh nói á, là để tìm những điểm sáng tối, hai cái nó khác nhau. Vậy là HDR. Dạ HDR cũng được. Ánh sáng luôn á, nó khôn lắm á, nó smart lắm, nhưng mà nó làm tốt. Ok anh Hiền, khi mà focus stacking á là mình chú ý về cái độ rõ của từng laser trong 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 những cái loạt hình đó. Thì đúng lúc rồi. Mà mình merge lại á là mình tìm những cái điểm rõ nhất để mà làm cho nguyên tấm hình nó rõ từ đầu tới cuối nhờ những cái laser nó rõ. Dạ, còn rồi. Còn cái blending của anh Hiền á là mình muốn control từng laser để cho nó có độ đậm nhạt sáng tối theo dạ, cái ý của mình. Dạ, yeah. Thành ra nó hay... anh Dũng anh hỏi Hiền biết anh hỏi cái gì rồi. Tại vì yeah. đó thật ra nó không phải design để mà làm như vậy. Nhưng mà cái thằng blending đó nó cũng blend ánh sáng luôn. Dạ. Yeah. Tức là một phương nếu mà mình dùng ba cái tấm bracket á, mình dùng cái blending đó nó cũng là hòa ánh sáng cho mình luôn. Ok. Vậy yeah, là một nó không có quyết tấm đâu. Hiền yeah. recommend don't use it. Khi mà mình blend, mình phải blend manually. Ok, mình blend tự mình là intelligent hơn. Mình blend nó very effective. Thì nhưng mà trong trường hợp của mình á, thời xưa đó là thường đó là mình blend bằng tay hoàn toàn. Nhưng mà cái đó rất là khó. Thành ra mình blend bằng tay, nhưng mà mình dùng Luminosity Mask để help mình. Anh thấy cái difference không? Difference là mình dùng Luminosity Mask để nó help mình blend bằng tay. Nó là một cái level of sophistication. Anh ra sau vườn, anh chụp 3 tấm, tấm tối, tấm sáng, tấm vừa. Rồi anh về, anh xài Photoshop dùng HDR Auto, Stacking Auto for Blending. Rồi anh sẽ coi, rồi anh dùng cái technique của anh Hiền, anh coi cái nào better hơn. Dạ, đúng rồi đó. Anh Hiệp nói rất là đúng á. Thì nếu mà bây giờ nói anh cũng không hiểu là tại sao đừng nên xài cái ô tô stacking ô tô HDR trong Photoshop, thì khi mà anh mở xanh mới thấy được cái error của nó. Yeah, planning dùng cái ba cái layer rồi mở cái lại. Dạ, thì cái đó thật ra cũng như mình nói đó, tự động á sometimes nó really good, nhưng mà tại vì nó tự động thì cái Photoshop á, nó được pre-program rồi, thì cái người mà program á, họ là predetermine những cái ground rules, thì chỉ là đúng on the average thôi, nhưng mà nó không có thể nào đúng hoàn toàn trong cái trường hợp của mình được. Thành ra đó, lúc mà mình dùng auto anything á thì nó sẽ bị trật duột, cũng giống như mình chụp hình cũng vậy, mình dùng automatic mode á, sometimes nó ra beautiful, nhưng mà most of the time nó ra không có vừa ý của mình. Đó tại sao mình chụp hình mình bật quá manual, mình chụp là vì lý do đó. Mình có full control. Thì cái Photoshop cũng vậy thôi. Thì lúc nào mà mình xài auto mà nó work thì mình xài. Còn mà nhiều trường hợp mà auto không work thì mình đổi qua manual mình làm. Thì cái cách mà Hiền show đó, tức là Hiền show quý vị cái cách xài manual để quý vị biết. Sau này á, xài ô tô trước, nếu mà ô tô mà work so well rồi thì you don't have to do manual. Nhưng mà nếu mà quý vị cần dùng manual, quý vị phải biết cách xài. Thì dùng manual thì nó hơi khó hơn một chút. Nhưng mà bù lại mình có much more control. Tụi của mình sẽ đẹp hơn nhiều. Tùy trường hợp. Không có để cái bàn tay lông lá. Dạ yeah, đúng rồi. Stacking ở trong macro mà anh stack hai cái đường, hai cái, yeah. cái chân nó chéo nhau hay là hai cái cọng cỏ nó chéo nhau thì những cái chỗ chéo đó nó sẽ bị mờ xung quanh đó. Thì chết tới bị thương thôi, như là anh Hiệp nói. Thì sau này mình cũng sẽ show, chưa chắc là phải là Hiền đâu, nhưng mà Hiền nghĩ là anh Hiệp giỏi hơn Hiền về cái này. Ví dụ như show quý vị cách làm micro stacking chẳng hạn, rồi manually go in để mà sửa, tại vì đôi lúc cái thằng Photoshop auto
nó làm nó bị như là bánh da lợn vậy đó. Thì mình có thể vô trong này mình manually mình sửa nó lại được. Thì cái đó thì hơi mất công. Nhưng mà có nhiều cái technique lắm. Rất là nhiều Photoshop, nó kinh khủng lắm, cái gì nó cũng có hết trơn. Mình có biết làm hay không thôi là chuyện khác. Chứ là Hiền nói, Hiền chỉ biết chừng 10%, mà thành ra có rất là nhiều thứ Hiền không có biết. Ngay cả những cái mà anh Dean, anh show hôm nay nó Hiền chưa có biết. Hiền biết cách blend, nhưng mà cái cách blend của ảnh là cũng khác, cái cách blend của Hiền đó. Thành ra cái Photoshop nó rất là amazing. Cái mà straighten cái building á, Hiền cũng có cái method của Hiền khác với cái của ảnh. Cái của ảnh là Hiền chưa bao giờ thấy, thành ra I learn something new every day. Đó, thành ra nó hay một cái á, là mình cần rất là nhiều cái giảng viên khác nhau dạy. Tại vì một giảng viên dạy á, có một cái style riêng, quý vị sẽ học không có nhiều bằng. Thời xưa đó, bên Tàu đó, họ cấm, họ không có cho mình có nhiều sư phụ được, đúng không? Nhưng mà cái đó là cái sai. Thấy Bruce Lee không? Bruce Lee có đến 4-5 sư phụ lần. Đó tại sao Bruce Lee, vợ của Bruce Lee là hàng nhất, không có ai bằng. Tại vì anh đó anh học 5-6 sư phụ khác nhau. Mà mình có cái lợi PSCVN cũng vậy, mình có cả chục cái sư phụ khác nhau luôn. Thành ra quý vị rất là lợi hại. Quý vị chịu khó học nhiều, nhiều instructor khác nhau. Quý vị sẽ rất là, sẽ học được nhiều cái khác nhau. Đó, cái kỳ như vậy đó, tại sao Hiền không có muốn là một mình Hiền dạy thôi. Tại vì Hiền có một cái style đặc biệt của mình, chưa chắc đã là good. Có nhiều người dạy đó, thì mình sẽ học được rất là nhiều. Vậy thôi, hôm nay lại đi quá giờ nữa rồi. Nhưng mà tại vì... Cảm ơn Hiền nha. Dạ. Thành ra thôi, mình cũng ráng mình làm phát giờ một chút. Nhưng mà... Photoshop là các vị phải thực tập rất là nhiều thì mới học hỏi được phải làm như thế nào. Đúng vậy. Technique khác nhau nhưng mà mình phải thông thạo một cái technique trước đã, rồi mình mới fantasy nó ra. Còn nếu mà người nào mà bị stuck hay là bị lost thì gọi thẳng cho tụi này sẽ ngồi xuống chỉ từng step một. Anh Hiệp ơi, có cái cách nữa là vô cái video của cái những kỳ này đó, coi lại thì đỡ lắm. Đúng rồi. Dạ đúng rồi, cái đó là hay nhất, tức là mình phải practice từ cái video của đúng rồi, từ cái video chừng nào không hiểu nữa thì mới bắt đầu gọi. Dạ. Anh đừng gọi chạy chậm và từ step 1 thành ra rất là dễ. Dạ. Nhiều khi online thì get lost nhưng mà phải vô lại. Dạ thì Hiền cũng ráng làm như vậy đó. Thì hôm nay thì cái new app nó cũng help phải không ạ? Thí dụ như Hiền bấm control, nó Hiền control. Rất hay anh, program. Rất hay. Yeah, program đó good đó, thành ra. Yeah. Mà tiếp một cái là có nhiều cái nó không có work. Dạ anh Hiền phải gửi cái app đó cho tụi này chứ. Dạ, gửi. Nếu mà ra cho mọi người đều có. Cái app đó là free app á. Thành ra no problem, Hiền sẽ gửi ra sau. Em nói thiệt anh Hiền nha, lynda.com họ cũng dạy chỉ tới vậy thôi chứ đâu có thể dạy hơn được nữa. Dạ đúng rồi, đôi lúc họ dạy còn ít hơn nữa đó. Yeah. Mình mà tốt nhiều nữa. Họ dạy ra, họ chia đúng ra rồi. Rất là nhiều cái level. Đúng rồi. Beginner, okay. Intermediate, Hiền thì hơi jump around. Lúc thì dạy beginner, lúc thì dạy advanced. I'm sorry nhưng mà chịu không thì mình sẽ nói lui nói lại hoài thì sẽ thấm mà không sao đâu. Em có nói là nếu mà mấy anh chị mà có muốn học thêm không có phải là chỉ học GPS CVN không á, là có rất nhiều lớp ở bên ngoài để học, mà bên ở LA á, người ta cứ gửi email về, tại vì có học ở đó một lần, một vài lần, và bạn em cũng bây giờ là dạy ở đó ha. Thì những cái lớp mà như street photography mà của anh Hưng. Anh Hưng á, là người ta dạy gần 1-2 ngàn đồng một buổi. Dạ đúng rồi. Dạ. Yeah. Thì em để em share cái screen của em cho mọi người coi ha. Để coi. À
Mấy anh chị thấy được chưa vậy? Để em coi. Chưa. Yeah. Ok, rồi sẽ. Video của người ta dạ, cũng dạ, đúng rồi. Mà dạy cũng đâu có hơn gì PSCVN dạy đâu, thành ra quý vị should feel glad mình cái hội của mình là không có charge tiền, thành ra very good, take advantage of it. Thực sự online thì thấy là rất là dễ hơn là học tại lớp. Tại lớp nhiều khi mình không thấy rõ cái màn ảnh và mình không có, nhiều khi không theo kịp, mình đông quá mình không hỏi được. Thật ra it looks like là mình sẽ học online, dù cho hết COVID-19 mình vẫn học online. Nhưng mà bù lại mình sẽ đi field trip together. Nhiều hơn, mình yeah. Làm local là far away trip together. Còn mình vẫn dạy online như thường. Cái lợi điểm mà Hiền rất là thích đó, là có anh Sĩ trở lại. Anh Đúng. Sĩ là anh phê bình, Hình là không có chê được chỗ nào hết trơn. Ok, thành ra không có. Em nghĩ là tại vì mình hiền quá, mình không dám chém thẳng. Yeah, đúng rồi, mình không dám chém. Hiền là không có chém được. Có chém mấy cái thường miệng lắm, mình không có chém được. Nhưng mà không ảnh còn lần nữa đâu có tiến bộ được. À. Vậy hôm nào chị Thư cho anh Hiền một bộ áo giáp đi. Ok, bữa nào phải chụp hình anh Hiền để bỏ vô cái bộ áo giáp đó, tại vì cái đó thì mình không cũng phải chụp anh đâu. Hiền giống như là cái lúc mình chụp cái bộ áo giáp vậy, phải giống đèn thì nó mới ra. I cannot change. Thành ra mình không có phê bình được. I'm very bad with that. Anh Sĩ áo giáp tốt quá. Yeah. Không chỉ cần okay. Nói anh Hiền thành tên dữ đi. Hỏi tên Hiền. Thì mình happy là nằm thì anh Sĩ là người mà mình không phải dễ để đi mời, tại vì những cái hội bên khác ở bên Arizona họ cũng mời anh Sĩ đi dạy mà anh Sĩ đâu có giờ cho họ đâu, tại vì hôm nào cũng dính tới mình cho tới 10 giờ mấy, nhiều khi cả ngày. Ok, vậy không biết mình còn câu hỏi gì để trả lời không? Tại vì mình sẽ nghỉ tuần sau là không có lớp. Anh Tâm có một câu hỏi là ba tấm hình mà anh Hiền kêu á là ở JPEG hay là RAW? Dạ, cái gì cũng được anh. Thật ra cũng không cần cần thiết. Hiền xài JPEG tại vì nếu xài RAW cái máy mình nó yếu quá, nhất là mình go online này thì nó chậm thôi đó. Tại sao Hiền xài JPEG? Nhưng mà anh này nên xài RAW đi. Tại mình thường là mình edit mấy tấm hình của mình là mình edit RAW không à. Cảm ơn anh. Hiền xài JPEG mà Hiền lại làm nhỏ xuống nữa để cho nó nhanh thôi.
Thì anh Vinh cũng anh. Làm vậy đó. Cảm ơn. Cảm ơn anh. Cô Phương muốn hỏi. Dạ, dạ cô Phương. Thư có cho quay lại cái bài này trong của mình không? Tại vì cô miss bài cô bận ra ngoài thành ra cô không có coi được cái bài dạ. của anh Vinh đó. Dạ. Thì bây giờ là cái bài của Dean á là nó nằm ngay ở trong cái homepage. Cô lên thường mỗi lần cô lên là cô vô vscvn.com phải không? Rồi cô bấm nút gặp online. Nhưng mà nếu mà cô kéo xuống dưới cô sẽ thấy là cái bài học của mình hiện giờ mình đang nói chuyện là ở ngoài họ có phát sóng trực tiếp á. Là ai cũng được. Dạ. Rồi sau đó thì sau cái buổi này thì nó thu lại rồi nó mình để trên đó một tuần lễ và vô cái event đó cô là mình kiếm được tất cả các bài học calendar đó, dạ, cái lịch thì có cái tất cả những cái buổi họp của mình. Vâng, hoặc là ở trên YouTube channel nếu mà quý vị mà subscribe cho nó đó thì mình cứ vào YouTube channel bao nhiêu mấy cái này đều có trong đó hết, trong video đó. Yeah. Từ đầu tới cuối luôn, từ đầu khóa tới cuối khóa luôn có hết. Nhưng mà mình vô trong YouTube, mình đánh cái gì stay thì trong đó permanent không anh? Dạ. Có stay trong đó permanent không? Không có đánh gì hết, mình chỉ vô. Mà... Ok, bây giờ con sẽ chỉ cô nè. Ok, bây giờ show luôn. Ha. Oh. Share lại đi. Ok, dạ. Yeah. Ok, bây giờ mình vô PSCVN. Mấy anh chị thấy em share gì không? Hình như mình đi lộn mà. Rồi, đang làm. Ok. PSCVN.com. Thì khi mà cô vô thường là cô vô tới đây đúng không? Dạ. Thì gặp ở gỡ online là bấm lúc này là lên, nhưng mà cái bài học của mình nó live là nó live ngay đây nè. Calendar. Đó là một chỗ ha. Hai chỗ thứ hai á là cô có thể vô cái calendar của tìm event nè. Calendar đâu cũng thấy. Trên. Đây cái event cái calendar đây. Phía trên á, bây giờ coi. Chậm á. Chậm thôi, nhanh quá, không thấy vậy. Slow down a little bit. Yeah, slow down. Bây giờ cô bấm nút event thì nó ra cái calendar đây. Thì ví dụ như là mình muốn nói chuyện muốn coi lại cái bài của chị Loan thì mình bấm vô cái ngày của chị Loan. Okay. Ha. Rồi, thì cái bài của chị Loan nó nằm ở đây. À. Thấy không cô? Dạ. Dạ. Được không cô? Thì sao cái đó là bài cảnh hiện. Thì bây giờ cô muốn tới bài của anh Hiền là cô phải cho nó chạy nhanh kéo xuống tới đây luôn nè. Là nó ra bài của anh. Khoảng chừng 4 tiếng, sau 4 tiếng hoặc là 5 tiếng yeah, sau này tiếng. Có 3 tiếng. Để tối cô ngồi cô coi lại. Dạ, nhiều mình nhiều lắm. Mình bây giờ con nghĩ là thật ra đó mấy anh chị với chú bác á cũng nên vô coi những cái trang khác giống như là article nè. Thì mình có rất là nhiều những thứ để đọc như Lightroom cho người mới học của anh Peter Phạm, rồi mấy tin tức của hội nó đều nằm ở đây hết, là những cái thứ như con nghĩ con có hình của cô trong mấy cái exhibition nữa nè. Mình coi lại những cái năm ngoái đó đúng không, mọi người đều ở đây hết. Coi cái này cũng vui lắm. 2017 con nhớ là con có hình của cô Phương chú Hiệp mà ở trong này nhiều lắm. Dạ, cứ vô coi. Ok, có 2016. Rồi, vô 2016 hả? 2016 thì nó có mình phải đi thêm một trang nữa là 2017 7 rồi mình 2016. Ok, 2016 ở đây thử coi. Exhibition. Con nghĩ là để vô cái Wow. Mình không phải là có đủ hết. Ha, làm nhiều quá trời. Wow. Yeah. Rất là nhiều.
Đó thì mình có để đọc lại những cái tin cũ, tại vì con có đọc được những cái tin mà có cô Phương với lại chú Hiệp được người ta phỏng vấn nữa mà. Có đâu? Đó. Đó. Con làm mấy này con đọc hết mà. Đó. Wow. Dạ, cái báo Người Việt của mình á là mình ghi ở đây hết nè. Đây. À. Đó, nằm ở đây hết. Cô hội trưởng thì giỏi quá. Yeah. Yeah. Hội trưởng này quá giỏi. Công phu. Tuổi trẻ tài cao. Chưa có nữa. Yeah. Yeah. Rồi anh chị cứ coi lại đi là thấy là mình ra trường năm nào là nó nằm trong hết cái đám article này. Ok. Nhớ nhất là mỗi cái bàn ăn đó nhiều phút là cô nhớ thôi. Dạ dạ. Yeah. Ok rồi, mình còn gì nữa không? À. Ok rồi. Dạ. Yeah. Ok vậy happy holiday vui vẻ. Trường sau nghỉ lễ. Dạ, yeah, cảm ơn anh Hiền, anh Hiệp. Hi everybody. Cảm ơn quý vị giảng viên. Dạ, yeah, cảm ơn nhiều. Cảm ơn chú Đức. Dạ, cảm ơn quý vị. Tuần sau có lớp. Tuần sau nghỉ học, đừng có dậy sớm, vậy thôi. Kiếm chỗ đi chụp hình chứ. Dạ, yeah, kiếm chỗ đi chụp hình. Bye bye cô Bình. Bye Thư. Bye bye. Cảm ơn Thư, anh Hiền. Cảm ơn mọi người. Dean.